Chào các bạn, đây là clip cuối năm. Và trong clip này mình xin được chia sẻ với các bạn hai điều. Điều thứ nhất đó là phương pháp học tập tiếng Nhật hiệu quả nhất. Điều thứ hai đó chính là những từ vựng liên quan đến ngày Tết. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Nội dung của điều thứ nhất cũng là phần mà các bạn đang quan tâm và muốn được biết nhất đúng không? Lý do cũng là bởi vì rất là nhiều bạn hỏi mình rằng là: anh ơi, em làm thế nào để giao tiếp giỏi bây giờ? Anh ơi, em yếu cây hoa, anh chia sẻ cách học tốt nhất và hiệu quả nhất cho em với. Anh ơi, em học N2 rồi mà cây hoa yếu quá. Anh ơi, em yếu chân, yếu tay, yếu cả sinh lý. Anh có thể chia sẻ cho em cách làm thế nào để mạnh mẽ nhanh nhất được không ạ? Ăn rau chân vịt em nhé. Cách học tiếng Nhật hiệu quả nhất ạ? Bạn có thực sự muốn biết nó? Ok. Có ạ, có ạ. Bạn muốn biết đến mức độ nó như thế nào? Em có chỉ đi anh, em có chỉ đi anh. Được rồi, ngay sau đây mình sẽ trả lời cho các bạn. Theo mình, chẳng có một cách học duy nhất nào để đem lại hiệu quả nhất cả. Cũng chính vì thế mà các bạn đừng có tin vào những cái tip câu like như là phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả nhất. Thế thì tại sao anh để tiêu đề clip này là như thế? Để câu like, câu view, chứ còn gì nữa? Cũng được đưa ra một vài lời khuyên đối với các bạn về một vài phương pháp học tiếng Nhật sao cho cái khả năng hội thoại của mình được khá khẩn lên đúng không? Thứ nhất, để học giỏi một cái gì đó thì chúng ta cần phải có thời gian, kiên trì và niềm đam mê đối với nó. Đây chính là phần không thể thiếu. Thứ hai, chúng ta cần phải hành động. Cụ thể hơn là chúng ta phải nói thật là nhiều. Tức là lặp đi lặp lại nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ đối với mỗi một câu thì chúng ta nhắc đi nhắc lại 50 lần, 100 lần, 200 lần, 500 lần. Đúng không? Các bạn thử hình dung xem khi mà chúng ta học sơ cấp có một câu dài như thế này: Dozo yoroshiku onegai shimasu. Câu đó khá là dài chứ, nhưng mà chúng ta luyện tập rất là nhiều phải không? Và bây giờ chắc hẳn là các bạn đã nói cái câu này rất là trôi chảy phải không? Nên là tại sao những câu khác ngắn hơn đúng không? Mà nó cũng bình thường thôi mà tại sao các bạn không luyện tập được nhiều như câu đó? Hay chắc là các bạn đang thì hứng hờ với tiếng Nhật. Thứ ba, đó là chúng ta phải học thật là nhiều từ vựng, học thật là nhiều từ vựng, học thật là nhiều từ vựng trong nhiều chủ đề và trong nhiều tình huống hơn. Các bạn thử hình dung một tình huống trong tiếng Việt như thế này nhé. Các bạn trong lớp của bạn tập trung lại và ngồi nói chuyện với nhau. Các bạn đấy gì nhỉ? Nói về những cái chủ đề như là bóng đá, rồi thì xe cổ, xe hơi, ô tô, xe máy đúng không? Rồi thì chính trị. Nhưng mà đó là những chủ đề mà bạn không liên quan tới, không thèm để ý. Thì các bạn sẽ nói được những cái gì? Chẳng nói được câu nào phải không? Thì khi đó thì chúng ta giao tiếp không giỏi. Đó, tiếng Việt chúng ta còn gặp phải những cái vấn đề như thế. Vậy thì tiếng Nhật làm sao mà tránh khỏi được đúng không? Vì thế, theo mình muốn nói tiếng Nhật giỏi, muốn giao tiếp giỏi thì chúng ta trước hết phải biết thật là nhiều từ vựng, thật là nhiều từ vựng. Ngữ pháp thì tiếng Nhật cũng không khó lắm, thế nên mấy ngữ pháp trong sơ cấp không khó lắm. Nhưng mà từ vựng nếu mà ít thì sẽ nói được rất là ít, đúng không? Chẳng hạn khi mà chúng ta nghe được những cái từ vựng trong bài học trong sách, rồi thì trong những cái bài nghe và những cái đoạn hội thoại trên lớp của giáo giảng dạy cho, đúng không? Hay là xem trong anime, xem trong gì nhỉ? Drama. Từ những câu đó chúng ta sẽ memo vào một quyển vở cho riêng mình, đến tối giờ ra và đọc lại, đúng không? Tưởng tượng ra cái tình huống đó là gì và ngày hôm sau đem ra sử dụng, tự mình chế thôi, đúng không? Hay là cách học thuộc một đoạn văn cũng rất là cần thiết, bởi vì trong một đoạn văn có rất là nhiều từ mới và bao gồm cả những cái ngữ pháp nữa. Khi mà chúng ta học thuộc lòng rồi thì chúng ta bắn rất là nhanh thôi, đúng không? Thậm chí chúng ta có thể gì nhỉ, sử dụng cái ngữ pháp trong cái bài văn đó rồi nhét thêm những cái từ vựng mà chúng ta học vào và sử dụng vào các tình huống khác nhau. Khi đó thì tiếng Nhật của chúng ta sẽ flow lên rất là nhiều đấy. Điều tối kỵ ở đây là các bạn không được ngại nhé. Ngại là các bạn tự hại chính bản thân mình đấy. Ngoài ra các bạn đừng nên chú ý đến những cái blog hay là những cái video hay là những cái cuốn sách có tựa đề như thế này này: nói tiếng Nhật trôi chảy trong vòng 6 tháng, bí quyết học tiếng Nhật cực kỳ dễ dàng. Không có, không có. Đấy chỉ là lang băm mà thôi. Các bạn hãy xem những clip từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nói về những cái gì nhỉ, phương pháp học tập cụ thể nào đó đúng không? Mà mình luôn đi vào thực tế. Bởi vì trong những clip của mình nó có rất là nhiều từ vựng, rồi thì nhất rất là nhiều những tình huống cụ thể. Nếu mà các bạn có thời gian rảnh rỗi hãy memo lại những cái bài giảng của mình mà xem và đem nó áp dụng vào thực tế, chắc chắn các bạn sẽ giỏi hơn bây giờ rất là nhiều.
chúng ta đến với phần thứ hai. Hôm nay cũng là 30 Tết rồi và mình xin được chia sẻ những từ vựng liên quan đến ngày Tết để tăng lượng từ mới cho các bạn. Vâng, sắp đến Tết rồi đúng không? Tết trong tiếng Nhật thì gọi là Shogatsu, Shogatsu. Tuy nhiên, mình là Tết âm đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Kyushogatsu, Kyushogatsu. Hay còn có thể nói được rằng là Teto, Teto. Ok? Và hôm nay là 30 rồi đúng không? Sắp đến đêm giao thừa rồi. Đêm giao thừa tiếng Nhật sẽ là Omisoka, Omisoka. Trong đêm giao thừa thì có gì nhỉ? Pháo hoa đúng không? Hanabi, Hanabi. Xong giao thừa rồi chúng ta sẽ đi hái lộc. Mà hái lộc là một hành vi cũng không tốt lắm. Tuy nhiên mình xin được đưa ra từ mới này. Đó là gì nhỉ? Wakai Edatsumi, Wakai Edatsumi. Sau đó thì chúng ta đi lễ chùa đầu năm đúng không? Trong tiếng Nhật sẽ là Hatsumode. Ato de Hatsumode ni ikimasu. Ato de Hatsumode ni ikimasu. Gantan ở đây tức là ngày mùng 1 Tết. Gantan. Các bạn đã nhận được tiền lì xì chưa? Tiền lì xì trong tiếng Nhật là Otoshidama, Otoshidama. Và phong bao lì xì là Pochibukuro, Pochibukuro. Bánh chưng, bánh chưng à? Bánh chưng thì chúng ta có phải gọi là bánh chưng. Tuy nhiên nó phần giống với lại từ là gì nhỉ? Chimaki, Chimaki. Vietnam Chimaki. Nói như vậy thì người Nhật sẽ tưởng tượng ra dễ dàng hơn đó. Tiếp theo, giò trong tiếng Nhật là hamu, hamu, hamu. Hay là mứt, mứt gọi là jam, jam. Mứt thì có nhiều loại mứt đúng không? Mứt dừa, coconut jam, mứt gừng, soga jam, soga jam. Bưởi, da bồng, da bồng. Cây đào, momonoki. Hoa đào là momonohana. Đấy, cây quýt là gì nhỉ? Kinkanoki. Cái bàn thờ, bàn thờ trong tiếng Nhật là butsudan, butsudan. Cái cạnh bàn thờ nó có câu đối nhé. Câu đối thì trong tiếng Nhật là kakejiku, kakejiku. Và đồ cúng Tết là osonaemono, teto no osonaemono. Hoặc là chúng ta chỉ cần nói là teto no osonae demo ok. Quả Phật thổ là butsukan, butsukan. Quả Phật thổ. Ngoài ra còn dưa hành. Dưa hành thì trong tiếng Nhật là gì nhỉ? Takkyo, Takkyo. Vâng, từ vựng của chúng ta hôm nay chỉ đến như vậy thôi. Các bạn hãy về nhà học thuộc nó và đem ra chém gió với người Nhật nhé. Thưa các bạn, chỉ còn một vài giờ nữa thôi là năm Ất Mùi sẽ qua. Hạnh phúc hay chia xa thì chúng ta hãy cùng nhau gác lại một bên để cùng đón chào năm mới, năm Bính Thân. Thay mặt Hyokonomori cùng toàn thể cộng đồng học tiếng Nhật, xin chúc các bạn có một năm con khỉ, đỗ đạt và giạt rào niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn vào trong các video clip của năm mới. Bye bye.